Công xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã đến với video ngày hôm nay của kênh anh Ba Công. Thì ngày hôm nay là một video dành cho các bạn tân binh của năm 2021. Những kinh nghiệm mà Công chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể có những nhận thức tốt, có những cái hiểu biết trước để khi mà tham gia quân ngũ không có bị cán bộ chú ý. Thì nhắc đến cán bộ, chắc chắn ai cũng biết đó là người quản lý và dạy dỗ bộ đội. Thời gian đầu, thật ra ai cũng như ai, cán bộ công bằng với tất cả mọi người. Nhưng mà trong một tập thể tân binh, chắc chắn là sẽ có người hay vi phạm. Mà vi phạm thì cán bộ cũng sẽ mang tội quản lý không tốt. Nếu các bạn vi phạm nhiều lần mà để cán bộ cấp cao hơn biết thì cán bộ trực tiếp của các bạn sẽ bị phạt. Vì vậy nên khi các bạn vi phạm thì cán bộ chú ý và đối xử nghiêm khắc hơn với các bạn, bởi vì các bạn là tân binh cần phải rèn giũa các bạn nhiều. Bởi vì thế cho nên ở video này con sẽ nói về những việc mà tân binh nên chú ý và thực hiện tốt một chút, chỉ cần chú ý và tốt một chút so với những người còn lại để cán bộ chú ý á, là rất là khó chịu các bạn. Cán bộ nó sẽ có những cái nhiệm vụ và cũng sẽ những cái biện pháp đối với các bạn nếu mà các bạn vi phạm. Tốt nhất là đừng để cán bộ nhắc tới các bạn. Việc đầu tiên là một việc vô cùng quan trọng, đó là xưng hô chào hỏi. Các bạn là chiến sĩ mới thì khi các bạn gặp lính cũ thì gọi anh xưng em, gặp cán bộ thì chào đúng tác phong. Khi các bạn cần đi đâu cũng báo cáo, cần thực hiện điều gì cũng báo cáo, bởi vì các bạn là chiến sĩ mới. Ở trong đơn vị đối với các bạn cái gì cũng mới, nên mọi thứ các bạn đều phải báo cáo với cán bộ cấp trên, cụ thể tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, và chỉ như đó thôi. Ok, khi mà các bạn có một khoảng thời gian chấp hành tốt thì mọi cán bộ sẽ không có chú ý gì tới các bạn cả. Ngoài ra cái chuyện đó, xưng hô chào hỏi còn bao gồm cái việc đừng có nên ăn nói bổ bả như ở ngoài xã hội, đừng có kiểu anh em, hoặc là khi mà đi hoặc khi các bạn có thời gian rảnh các bạn lại đi qua đơn vị khác khi không có nhiệm vụ hoặc không xin phép thì điều đó là không nên. Nếu mà các điểm mà công vừa mới nói mà các bạn dính tới, cán bộ sẽ cho rằng các bạn là một cá nhân không có phép tắc, chắc chắn là sẽ có biện pháp cứng rắn để các bạn đi vào nền nếp. Mà thật ra chuyện xưng hô chào hỏi nó rất là dễ, cho nên đừng có để cho người ta nhắc tới tên mình. Một khi mà cán bộ đã nhắc tới các bạn, sau đó các bạn có tiến bộ thì cũng phải cần một thời gian cực kỳ dài để cán bộ quên đi các bạn. Vì các bạn đã từng vi phạm nên người ta sẽ nhớ. Cho nên, tóm lại cái điều đầu tiên, chúng ta hãy thực hiện việc xưng hô chào hỏi và báo cáo thật tốt ngay từ khi nhập ngũ. Các bạn chỉ cần làm thật tốt ở thời gian đầu, sự chú ý của cán bộ sẽ dồn vào những người làm không tốt. Điểm thứ hai, đó là kỹ năng lắng nghe và thực hiện cái mệnh lệnh của cấp trên. Chuyện này nói thì nhiều cái lắm các bạn. Có nhiều người nghe nhiệm vụ nhưng mà lại không nghe chi tiết, hoặc là nghe chi tiết nhưng mà thích làm theo ý của bản thân, như điều đó là không tốt. Ở ngoài xã hội các bạn có kinh nghiệm về cái việc gì nữa, ví dụ như phụ hồ hay là tăng gia sản xuất hay nuôi heo, vô trong đó cán bộ kêu các bạn làm gì các bạn làm y chang như vậy. Cho dù kinh nghiệm bản thân của các bạn ở ngoài các bạn thấy không tốt, thì tới cái giờ mà họp tổ các bạn có thể ý kiến, còn khi mà giao nhiệm vụ thì các bạn hãy làm y chang những gì mà cán bộ giao cho các bạn. Ở đây trong quân đội có một điều gọi là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên, cho nên các bạn cần phải thực hiện các nhiệm vụ mà cán bộ giao theo đúng chi tiết mà cán bộ đã nói, không thừa không thiếu. Có thể một vài trường hợp mà các bạn làm theo ý của mình không gây hậu quả gì hết thì không sao, nhưng mà tới khi mà có vấn đề xảy ra, các bạn vi phạm tội không phục tùng mệnh lệnh cấp trên, và đây là một tội khá là nặng, có trong 10 lời thề. Nếu mà nâng cao quan điểm có thể xem là chống đối các bộ, phạt nặng và cực kỳ mạnh tay, có thể kéo dài tới vài ngày hoặc vài tuần đó các bạn. Vì thế nên tốt nhất là hãy lắng nghe và thực hiện thật kỹ, thật đúng các mệnh lệnh của cấp trên. Điều này là cực kỳ quan trọng đối với chiến sĩ mới.
Điểm thứ ba là một điểm cũng khá là dễ dàng, nó thẳng ra nó cực kỳ đơn giản các bạn, đó chúng ta phải hòa đồng và giúp đỡ đồng chí đồng đội, mà cụ thể là những người tân binh như chúng ta. Các bạn yên tâm mà, các bạn là chiến sĩ mới trong một tiểu đội, trừ tiểu đội trưởng tất cả đều là chiến sĩ mới, nên không ai có thể ăn hiếp các bạn. Các bạn cứ vui vẻ hòa đồng và giúp đỡ lẫn nhau, bởi vì sống tập thể có vô số cái nhiệm vụ mà các bạn phải thực hiện chung. Nếu mà đồng chí đồng đội có gì làm chưa tốt thì chúng ta sẽ giúp đỡ họ, và ngược lại khi chúng ta có những gì chưa tốt thì họ giúp đỡ chúng ta. Đặc biệt là các bạn mà ở thành phố, thường là các nhiệm vụ liên quan tới tay chân như là chặt cây, phụ hồ thì các bạn không giỏi, thậm chí không biết làm, thì các bạn ở tỉnh sẽ giúp đỡ các bạn. Nhưng mà những gì liên quan tới kiến thức công nghệ, các bạn thành phố có điều kiện tiếp cận hơn thì có thể giúp đỡ hay họ, hoặc là học bài cách học như thế nào, vân 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 vân. Nói chung là có rất là nhiều thứ để chúng ta có thể học hỏi và giúp đỡ hơn nhau. Phải đồng chí đồng đội giúp đỡ hơn nhau thì mới là quân đội nhân dân. Nếu như mà các bạn gì không ưa, thù ghét hoặc không thích hòa đồng với những người đồng chí đồng đội khác, không chắc chắn với các bạn là cán bộ sẽ chú ý tới các bạn ngay, để ý ngay. Và để giải quyết việc này, thông thường thì sẽ cho các nhiệm vụ mà sẽ làm chung với nhau, làm thường xuyên, thậm chí có thể phạt trong giờ nghỉ, giờ ngủ, để tới khi nào mà các bạn hòa đồng với tập thể thì thôi. Và đương nhiên để cho cán bộ chú ý mà phạt thì những quyền lợi mà các bạn xin trong thời gian này chắc chắn sẽ không đáp ứng. Thí dụ như các bạn không hòa đồng hoặc là mất đoàn kết mà bị phạt, thì khi đó các bạn không thể xin cán bộ ra căng tin gọi điện cho gia đình, hoặc là đôi khi có thể bị phạt gặp, không cho gặp người thân. Những hình phạt đó đối với bộ đội là khá nặng đó các bạn, cho nên tốt nhất là đừng có để cán bộ chú ý mà khi các bạn không hòa đồng hoặc mới đăng kết. Như vậy là thật sự là các bạn cực kỳ thiệt thòi, chiến sĩ mới nên chú ý những điều này, nếu không là khổ, và các bạn khổ chứ không phải người khác khổ. Thì chỉ với 3 điểm vừa nêu, khi nhập ngũ các bạn chú ý bản thân một chút là ok. Thật ra đi bộ đội chỉ khó khăn 3 tháng đầu do tình trạng là chưa quen nên hoang mang và hay suy nghĩ. Tới nửa năm là các bạn sẽ thành quỷ hết, chắc chắn là bộ đội nào cũng thành quỷ hết. Nhưng đó là việc của sau này, trước mắt các bạn cần phải qua được thời gian tân binh và chú ý các điểm mà Công nói, chắc chắn là sẽ không có khuyên thừa. Nội dung của video này đến đây là kết thúc. Nếu các bạn có thắc mắc hay câu hỏi gì thì để comment ở phía dưới. Xin chào và cảm ơn các bạn đã xem video của kênh Anh Ba Công. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau.